Chiều qua, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, trưởng Ban chỉ đạo về phòng chống dịch bệnh COVID-19 Bộ Công an đã có buổi làm việc với Công an thành phố Đà Nẵng và các đơn vị Bộ Công an đóng quân trên địa bàn thành phố về mọi mặt liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên toàn địa bàn. Theo đó, Công an thành phố và các đơn vị của Bộ Công an đã báo cáo về những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực thi nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Đến nay, Đà Nẵng hiện có 47 trên 56 xã phường xuất hiện ca nhiễm COVID-19, cho thấy sự lây lan và phức tạp của tình hình, buộc lực lượng công an, y tế, công an nhân dân phải xác định rõ nhiệm vụ chống dịch như chống giặc, nhất là tại các cơ sở giam giữ và y tế, yêu cầu phòng dịch phải được đặt lên cao nhất. Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn biểu dương những nỗ lực của Công an thành phố và các đơn vị của Bộ Công an thời gian qua đã có sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời nhằm ổn định tình hình an ninh trật tự, đảm bảo sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ trong thực thi nhiệm vụ. Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu Bệnh viện 199 Bộ Công an tổ chức nhanh và sớm việc tiêm vaccine cho cán bộ chiến sĩ công an các đơn vị địa phương, nhất là nhóm có nguy cơ cao, tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K, hạn chế ra đường khi không cần thiết. Riêng với các nhà tạm giữ, trại tạm giam và các cơ sở y tế phải quán triệt nghiêm ngặt các quy định phòng dịch, không để dịch bệnh lây lan ảnh hưởng tình hình chung trên toàn địa bàn.